tinh lắm. Rồi, sẽ mở lại mày xem nha. Đây, đây là cái nấm tía nữa các bạn. Đây là nhãn nhục nè. Này các bạn sẽ biết, nhìn là biết là lá dứa. Đây là những mì chính đó các bạn. Ok đấy các bạn, đây là những nguyên liệu mà dùng để nấu chè dưỡng nhan các bạn nha. Thì ngoài ra sẽ còn những nguyên liệu này các bạn, ngoài ra sẽ còn thêm cái táo nữa các bạn nha. Táo mình có rồi nên mình không order các bạn nha. Đó, nghĩa là các bạn có rồi thì order đi, mình sẽ liệt kê lại cho các bạn xem chi tiết những món trong cái set dưỡng nhan các bạn nha. Đây là lẻ đào các bạn, đó nhìn các bạn nhìn kỹ nha, lẻ đào ở những hạt nhân viên nè, rất đẹp nha. Đó. Còn đây là tiết yên vụn nè, nó có tiết yên nguyên và vụn nữa các bạn. Đó, vụn thì nấu nhanh hơn. Đây. Còn đây là hạt chia, giống như hạt é, hạt mè, nhỏ nhỏ, xinh xinh. Còn đây là kỹ tử các bạn nha, rất là tốt và bổ mắt các bạn. Rất món người Hoa hay em nhớ được món tổ tứ xiên hay có cái kỹ tử nè các bạn. Còn đây là bổ mẻ các bạn nha, cũng rất là tốt và rất là đẹp cho việc dưỡng da các bạn nha. Những nguyên liệu rất là hay. Còn đây là quá nổi tiếng là hạt sen, thanh, dễ ngủ, tốt cho hệ thần kinh các bạn. Bổ não, dưỡng não. Còn đây là cái đông trùng hạ thảo nè. Mày xưa mình đã có mua một lần để làm mấy món gà tiền các bạn. Đó, hay dụng này. Đây là cái nấm tuyết này nổi tiếng quá. Mình có làm mấy món mà hầm táo đỏ đó, thì hay dùng. Bên dưới này sẽ nấu cho thơm bạn nha. Còn đây là nhãn nhục nữa các bạn. Nổi tiếng nhãn nhục với đông nhãn là hay làm mấy món chè rất là ngon thanh. Mà còn táo đỏ thì mình đã mua rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nấu nha. Thì trước nấu thì sẽ ngâm các bạn, món này ngâm lâu rồi mà nha. Thì bây giờ mình sẽ ngâm cái này trước các bạn, ngày mai mình mới bắt đầu nấu bạn nha. Mấy cái này nè ngâm trước rồi, mai bắt đầu nấu. Bây giờ thì mình chưa nấu được, mình chỉ ngâm thôi bạn nha. Ok nha. Ok, bây giờ mình cho nước vào, mình ngâm, bắt đầu ngâm thôi. Mấy cái tiếng yêu nó có những cái tạp chất đi chung á, phải lọc bỏ nha, cho nở mình lọc bỏ lại bạn nha. Ngâm cái bổ mẻ này bạn nha, này ngâm cũng ngâm cũng 12 tiếng luôn các bạn. Xin cho nước vào ngâm nha. Mà tiếng cho nó nở các bạn. Khô. Cái khô nấu nước nó xong bị đục nha. Mình sen cái nguyên liệu để nấu chè dưỡng nhan bạn nha. Đây hạt chia bạn nha, chỉ có ngâm nước sơ và bỏ vô thôi. Những nhục bạn cũng vậy đó nha, rồi sơ thôi. Này cái nhựa đào mình ngâm qua bạn 24 tiếng rồi, nó nở quá trời nở. Kỹ tử các bạn cũng rửa sơ bạn nha. Đây là các bạn chỉ ngâm nó xíu thôi, nấm tuyết nè. Rồi mình xem này, mình ngâm 2-3 tiếng các bạn nha. Đó, nó sẽ nở ra. Và cái này làm chủ thảm chúng sẽ rửa sơ bạn nha. Đó. Đây là cái bổ mẻ nè, mình ngâm mình cũng gần 6-7 tiếng các bạn, nó nở gần hết các bạn. Đây là cái lá dứa khô mình nấu cho thơm bạn nha. Đây là cái tuyết yên mình nó ngâm nè, cũng nửa ngày các bạn, nó nở quá trời nở luôn, còn nở nữa. Đây là cái đường phèn mình nấu chung bạn nha. Đây, còn đây là cái táo các bạn muốn mà nó nở căng mọng mấy bạn phải ngâm trước 2-3 tiếng nha. Đó, các bạn thấy không? Nó già nó nở căng không, nó sẽ không có nở căng hết, nó xong đẹp bạn nha. Đây là tổng cộng là 12 món bạn nha, để mình nấu cái chè dưỡng nhan, có thể nó thay đổi thêm bớt tùy mình nha bạn nha. Nhưng mà đây là những cái nguyên liệu chính để mình nấu bạn nha. Bây giờ bắt đầu nấu, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình rửa sơ ngâm nè. Đó, rửa sơ thôi. Ok, giờ mình sẽ cho bắt lên chảo bạn nha. Rồi mình sẽ cho đây là một cái này 500ml nước nữa các bạn. Sẽ cho đường vào nha. Đó. Rồi nó cho tan các bạn. Đó, những nguyên liệu là ở dưới mình sẽ cho vào luôn nha bạn nha. Cho. Ok, thì bây giờ tiếp tục mình cho nguyên cà nước sôi, mình sẽ cho sen giả bạn nha. Nhà sen cũng là dạng hơi bị lâu chín nên phải bắt cho vào đầu tiên bạn nha. Dù mình đã ngâm rồi các bạn, ngâm cũng 2-3 tiếng rồi đó, nhưng phải cho vào đầu tiên cho nó mau chín bạn nha. Bắt đầu sôi rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ vớt những cái dơ nha, những cái chỉ nữa các bạn. Hay có miếng chỉ tại vì trong cái đường cho táo rồi các bạn nha. Đó.
ta cũng dạng là lâu bạn, lâu để nở hết rồi. Cho vào bạn. Cái nước sôi các bạn bắt đầu giảm lửa rồi nha. Bắt đầu mình sẽ thay nguyên liệu kia vào các bạn. Đó. Bắt đầu thơm mình sẽ lấy dưới rồi các bạn. Đó, rất là thơm nha. Mình để ngoài lát mình sẽ hút lá dưới ra các bạn nha. Thơm rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ cho cái phần lâm nhãn nhạt các bạn nha. Đó, mình đã rửa sơ rồi các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ cho vào các bạn nha. Đó, những cái đồ cứng các bạn cứ cho vào các bạn. Nó mềm ra. Và nó sẽ tươm cái chất ngọt trong đó các bạn. Chất thơm trong cái nhãn, trong cái sen các bạn nha. Đó. Khi mềm ra các bạn nha, thì trong thời gian đó nè các bạn. Thì cái đồ mình ngâm các bạn có thể cắt nhỏ nha. Như cái nấm tuyết bằng cắt nhỏ các bạn. Đó, nhỏ rồi cho nó mềm ra các bạn. Với lại nó nhỏ thì nó sẽ dễ ăn các bạn nha. Đó, nó cứng khoang các bạn, nó sực sực như cái tô ý nha các bạn. Cho vào các bạn nha. Cứng các bạn cũng tiên cho vào các bạn nha. Bắt đầu thơm ngon các bạn nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình cho cái đông trùng hạ thảo vào các bạn nha. Đó, bạn ngâm khoảng cỡ 15 phút bạn cho vào, nó cho nhiều các bạn nha. Này cho vào là nhiều hơi đắng nè. Thuốc này là bị thuốc mà nha. Đó. Ok, bây giờ mình tiếp tục mình sẽ cho cái bổ mễ vào các bạn nha. Đó, bổ mễ vào. Đó, bổ mễ nè các bạn. Này nó mau chín, này nó mềm các bạn nha. Đó, bổ mễ nè. Cho vào lát sẽ làm tách ra bạn nha, nó dính dính cục cục nhau á, bao giờ làm tách ra này. Ok, sau khi cho bổ mễ mình tiếp tục sẽ cho cái nguyên liệu khá quan trọng mà nó nhựa đào bạn nha, thơm ngon nguyên liệu chính nó luôn các bạn, món này rất là ngon bạn nha. Ok, sau khi mình nấu được nửa tiếng các bạn, những nguyên liệu này bắt đầu nó mềm thơm rồi, hòa tan bằng nhau. Bây giờ mình sẽ cho kỹ tử vào nha, liệu này những nguyên liệu mà dễ nấu chín các bạn. Các bạn cho sau cùng luôn nha. Thì tử tuyết yên là cái hạt chia để cho sau cùng. Đó, các bạn dễ nhớ là cứng cho trước mà sau cùng dễ nhớ nha. Đó. Cũng ngâm hết các bạn nha. Đó. Cho nở ra với loại bỏ mấy cái tạp chất các bạn. Dơ. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị hoàn thành cái món ăn này các bạn. Thì cuối cùng mình sẽ cho tuyết yên vào các bạn nha. Đó, mình cho tuyết yên vào. Rồi mình sẽ cho thêm cái chia nữa là xong các bạn nha. Đó là khi mình đã hoàn thành món chè giữa ngang thơm ngon kinh khủng cực kỳ bổ dưỡng các bạn nha. Đó. Bên nồi nó đặc rồi các bạn. Đó, này giống kiểu như cái nấu nồi súp có bột năng vậy đó. Bạn nhớ là bỏ mấy cái tạp chất trong đây ra nha các bạn nha, nó nở ra sẽ tạp chất trong đây khá nhiều, các bạn nhớ lọc ra. Thôi giờ mình lấy cái dưới ra, nó nằm trên cụm, bạn lấy dẻ các bạn nha. Rất là dễ lấy các bạn nha. Đó nè. Ok, rồi sau khi gấp hết ở dưới các bạn cho hạt chia vào là xong bạn nha. Đơn giản. À. Vậy là xong rồi các bạn. Thế là chúng ta xong cái món chè dưới nhang các bạn nha. Tuyệt vời nha. Bây giờ mình sẽ múc ra thưởng thức thôi các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ múc ra các bạn nha. Nóng hổi thơm ngon. Tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Quá trời luôn. Rất thích các nhà nha.